Tốc độ bay của cầu lông phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kỹ thuật đánh, loại cầu lông được sử dụng và sức mạnh của người chơi. Dưới đây là một số thông tin tổng quan về tốc độ bay của cầu lông. Tốc độ bay trung bình, cầu lông thường bay với tốc độ khoảng 200-250 mph, min speed hao, hoặc tương đương với 320-400 km/h. Tuy nhiên, điều này có thể biến đổi tùy thuộc vào các yếu tố đã nêu trên. Cầu lông chuyên nghiệp, trong các giải đấu cầu lông chuyên nghiệp, những người chơi hàng đầu có thể đánh cầu lông với tốc độ bay vượt quá 200 mph, khoảng 320 km/h. Những tay vợt mạnh mẽ và kỹ thuật giỏi có thể đạt tốc độ bay cao hơn. Yếu tố ảnh hưởng, tốc độ bay của cầu lông cũng phụ thuộc vào loại vợt, dây vợt, lực đánh và góc ném cầu. Cầu lông chọn loại cầu lông và thiết lập vợt sao cho phù hợp với phong cách chơi của họ. Kỹ thuật đánh cầu lông, bao gồm cách ném cầu và góc đánh, có ảnh hưởng lớn đến tốc độ bay. Sự kết hợp giữa sức mạnh và kỹ thuật sẽ quyết định tốc độ bay tối ưu. Điều kiện môi trường, cầu lông bay nhanh hơn trong điều kiện môi trường như gió lớn. Ngược lại, cầu lông có thể bay chậm hơn trong điều kiện không khí đặc hoặc ẩm. Vì vậy, tốc độ bay của cầu lông có sự biến đổi lớn và không thể đưa ra một con số cụ thể cho mọi tình huống. Điều quan trọng là luyện tập và cải thiện kỹ thuật đánh để đạt được tốc độ bay tối ưu trong các tình huống chơi cầu lông.